sợ là nó. Ok rồi chị ơi hả? Nguyễn Thu Huyền, cảm ơn em nhá. Chị Nguyễn Vượng ơi, chị lấy bộ này này chị. Bộ này tuổi chị em nghĩ là vừa nè. Tại vì bộ này nó dành cho những anh chị nào U40 đổ lên á, xài rất là ok nhá. Trang này like bên này, sao trang kia chị Ngọc á? Shop em nhiều em viên mà. Ai thích lái gì like à, like muốn là xua cào cào mọi người. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Hãy cho tôi nụ cười lạ lời, nói với tôi rằng em rất vui, để tôi sống bằng hình. F4 nha. Mic này là mic BCK200, nó hút cực mạnh luôn đó mọi người, cho nên em phải giảm nhỏ nhạc ra cho mọi người. Cho mọi người sợ là cái điện thoại của nó nó không có được nó không cái chế độ nó mạnh quá nó lại mọi người bị lè á, chứ còn thực ra em hát thì em không thấy ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bộ này Yamaha Mixer F4 mic BCK200. 1.8 triệu một bộ ạ. Nguyễn Linh ơi, bộ này là Yamaha Mixer F4 nha. Với lại mic này là mic BCK200 nha. Đây là dòng mic cao cấp bên em nhá. Bộ này là 1.8 triệu một bộ, em bao ship nhá. Hello 1.900 anh chị đang có mặt trong livestream của em nha mọi người ơi. Ai đang ở trong live mọi người chia sẻ bài giùm em một nốt đi mọi người. Chị lấy màu hôm trước rồi mà em. Ủa em vẫn chưa lấy mic bên em. Hèn gì em thấy chị hỏi mẫu mới. Hello 2.000 anh chị có mặt trong livestream của em nha. Anh chị ơi chia sẻ bài giùm em. Chị lấy rồi hả? Cảm ơn chị Nguyễn Phượng nha. Tại em cứ tưởng là em chị chưa lấy thì em nghĩ là lấy bộ này, còn nếu mà lấy bộ kia thì ok rồi thì thôi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Hãy cho tôi nụ cười lạ lời, nói với tôi rằng anh rất vui, để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em trách tôi bao nhiêu lời cay đắng, em trách tôi bao ưu phiền lắng đọng, em trách tôi mê, em trách tôi say, em trách tôi quên luôn kiếp tù đầy. Đừng đợi ai biết có lúc khi đổi thay, đừng tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đừng đợi ai biết có lúc khi đổi thay, thôi đừng đợi ai biết có lúc khi đổi thay, đừng tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đừng đợi ai biết có lúc khi đổi thay, đừng tình ai hay có những đau thương mà thôi. Thôi luôn. Chị biết Phương chị thích nghe sếp hát thôi hả? Ok chị, thế là chị gọi điện video để sếp em hát riêng cho chị nghe nha. Bây giờ em đang test mic rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Anh chị nào trong live mọi người chia sẻ bài giùm shop nha. Anh chị nào thích nghe ca khúc nào comment em sẽ hát tặng nhá. Hiện tại thì bên shop em đang phân phối cái bộ mic livestream này nha mọi người. Bộ này là bộ Yamaha Mixer F4 mic BCK200 nha. Bộ này là dòng mic cao cấp bên em mọi người ơi. Anh chị nào mà cảm thấy là mình không tự tin về làn hơi của mình á, thì mọi người lấy cái bộ mic livestream này giùm em nhé. Bộ này nó cực kỳ là hút đó mọi người. Nó hút với lại nó, cái giọng của nó rất là cao ha. Đúng rồi á chị Nguyễn Vượng ơi, chị lấy bộ 1.6 triệu của shop em mà hát ok lắm. Nói chung là cái bộ đấy của chị cũng hát rất là hay rồi. Cái bộ đấy là cũng dòng gần như là dòng cao cấp bên em rồi á, cho nên là hát nó rất là ok rồi ha. Chị em tưởng là chị chưa lấy, nếu mà chưa lấy thì lấy bộ này cũng được ha. Còn lấy cái bộ kia thì nó quá hay rồi, không cần phải ý kiến gì nữa hết trơn á. Vừa này theo dõi lâu lắm xong rồi cuối cùng mãi mua. Sếp em nói là phải theo dõi lâu lắm mới mua đấy, nhưng mà nói chung là chính vì theo dõi lâu nên bây giờ chị đã sở hữu được một bộ mic bên em khá là ok luôn đó chị. Nói chung là cái dòng đấy thì bên shop em là bán rất là nhiều luôn ha. Chứ chắc em nghĩ là chắc chị lấy bộ 1.6 triệu là H9 với lại mic AT100 đúng không? Thì cái bộ đấy không cần gì để nói nữa ha.
Nói chung là cái dòng nào bên em cũng ok hết trơn á. Nói chung là tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi ha. Cái Yamaha Mixer F4 này thứ nhất là nó rất là sang chảnh mọi người. Nó nhìn cái màu, nó nhìn vào là đã thấy nó sang rồi. Cái thứ hai nó là phù hợp những anh chị nào mà cảm thấy không tự tin về cái làn hơi của mình á. Mọi người muốn nó nhái giọng nhiều tiếng để mọi người lên á. Mọi người có cái độ mà gần nó không bị hụt hơi á. Thì mọi người lấy cái bộ này giùm em nha. Bộ này là Yamaha Mixer F4 nha. BMX BCK200 dòng này thì bên em đang phân phối với giá là 1.8 triệu. Anh chị nào thích thì có thể liên hệ shop giùm em nha. Mỗi ngày thì bên shop em đều livestream trực tiếp trên cửa hàng sáng và tối nha. Nói chung là bữa nào cũng livestream sáng và tối hết. Anh chị nào cảm thấy thực sự chưa yên tâm về cái bộ mic livestream bên em, mọi người có thể trực tiếp vào shop theo dõi hoặc là kết bạn với shop nha. Chị ơi hát bài Cánh Hồng Phai đi ạ. Cảm ơn em Thu Huyền đã ủng hộ shop bằng một nút chia sẻ nha. Cảm ơn em yêu rất là nhiều. Ok, vì em đã chia sẻ cho shop rồi nên chị sẽ hát tặng em ca khúc Cánh Hồng Phai nhá. Bộ nào bên shop cũng ok hết. Mua bộ của ông Long thì tuyệt luôn. Ok, cảm ơn anh Châu Khải Phong rất là nhiều ha. Rất là nhiệt tình ủng hộ shop xong rồi. Không chịu lo livestream đi vô shop chơi không ạ? Anh chào Liễu Sinh à. Được mời khách như anh Châu Hải Phong chắc em mừng hết lớn luôn á. Tại vì mua mic rồi không lo hát livestream đi, mà ăn suốt ngày vào livestream của em chơi là em mừng rồi. Đó, mọi người cứ mua đi xong rồi mọi người hát. Dành thời gian hát nhưng mà dành thời gian vào ủng hộ shop nữa nha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha. À, mọi người ơi, mua hàng bên em mọi người cực kỳ là tỉnh táo nha. Có một số shop bây giờ đang manh nha, rình rập khách hàng của shop bên em á. Cho nên các anh chị mua hàng bên em phải check thật là kỹ nha. Bên em chỉ có hai nick chính chủ này thôi. Một là Mai Hải Long, hai là fanpage Mai Hải Long Studio thôi. Không có bất cứ một cái nick cá nhân nào bán hàng cho shop hết. Nên các anh chị cực kỳ là sáng suốt khi mua hàng ở bên em nha mọi người ơi. Check thật kỹ giùm em nha. Ca khúc Cánh Hồng Phai dành tặng cho Nguyễn Thu Huyền đã ủng hộ shop bằng một nút chia sẻ. Cảm ơn em yêu rất là nhiều ha. Đây, Cánh Hồng Phai. Hát remix cho nó vui nha. Được không Thu Huyền ơi, hát remix nha. Hay là hát bình thường. Hát remix hay là bình thường em yêu ơi. À mọi người ơi, mua mic thì nhớ nhắn tin trực tiếp vào shop dùm em nha. Trời ơi, anh kìa, fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh Mai Hải Long và chị Bích Phượng đang kêu hát tặng cho shop một chia sẻ đi Liễu Sinh. Trời ơi, đã thế còn kêu gọi chia sẻ giùm nữa. Trời ơi, được 10 khách như anh Châu Hải Phong chắc em mừng muốn chết luôn á. Theo dõi khá lâu và đặt niềm tin đúng shop, em tin tưởng tuyệt đối. Đó, chị Nguyễn Vượng, nói chung là 100.000 lời quảng cáo cũng không bằng một cái feedback của khách đâu mọi người ơi. Cho nên mọi người vào, mọi người chỉ cần yên tâm mà mua mic bên em thôi ha. Đó, chị Nguyễn Vượng, chị theo dõi lâu ơi là lâu, bắt đầu chị mua mic bên em. Bây giờ mua về là chỉ có tuyệt đối tin tưởng thôi ha. Và tư vấn cực kỳ là ok cho mọi người luôn. Lâm Như, mic C11 hát có hay không chị? Minh Như ơi, Lâm Như ơi, mic C11 hát cực kỳ là ok nhá. Bên chị dòng mic C11 bản nâng cấp nhá, cực kỳ là hay luôn. Đó, bữa nay mà không lấy là chỉ còn sắp chỉ còn một số lượng rất là ít nữa thôi ha. Không lấy là mai mốt không còn mà lấy nữa đâu. Cảm ơn nha, anh không hát bộ của anh gửi cho đi. Ủa, em Hứa Liệu em lấy mic chưa? Hứa Liệu ơi, em lấy mic chưa mà đòi hát rồi. Em có lấy gửi cho, gửi anh cho em luôn, ok. Ủa, em Hứa Liệu lấy chưa? Hứa Liệu lấy mic, lấy bộ lấy chưa? Ok, nếu mà em lấy thì để chị test cho, có vấn đề gì đâu. Nếu mà em lấy chị test nha. Em mà lấy bộ nào chị test cho em bộ đó luôn, có gì đâu, đơn giản. Đây nha, em Nguyễn Thu Huyền ơi, chị tặng em ca khúc Cánh Hồng Phai đây. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha. Anh chị nào mua mic livestream bên em, mọi người cứ chia sẻ giùm em nha. Nói chung là bên dòng mic livestream bên em cực kỳ nhiều luôn nha. Anh chị thích bộ nào bên em cũng có hết trơn á. Đây, ca khúc Cánh Hồng Phai. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc theo hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim. Vợ ta nhận lại từng cánh rung rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhật màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, trong tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt đang ngóng trông. Phong tình sẽ đến một lần, bên em lệ có nhớ mong. Anh hoa màng dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Nàng khóc cho mình.
Hưng. Mix C11 bao nhiêu tiền à? Mix C11, dòng mix C11 bên em nhá. Gọi em là cô gái áo vàng cái gì, vì anh thấy muốn bò càng cái gì. Kim Minh Trương lâu lâu vô làm gì phá một câu mà chị muốn chóng mặt với em luôn á. Kim Minh Trương ơi, bộ mix C11 bên em bộ nâng cấp nhá, 350k một bộ, em bao ship nhá. Hello em yêu Trần Nở nha, 350k một bộ em bao ship nha. Lòng mix C11 bản cao cấp bên em. Trời ơi Kim Minh Trương ơi, vô mà nói một câu cái thời thiệt em muốn gì luôn á. Test hộ em bộ H9 mix ET100 với ạ. Renny Hiếu ơi, tối nhá. Tối nay chị sẽ hát bằng bộ H9 mix AT100 cho em nhá. Renny Hiếu ơi, em đã bấm theo dõi shop chưa? Nếu như mà em chưa thì bấm theo dõi shop nha. Tối nay chị sẽ like cái bộ H9 mix ISK AT100 cho em nhé. Mix C11 bên em là nở đâu rồi hả? Nở lên rồi đó. Mix C11 giá là 350k một bộ, em bao ship nhé. Mix C11 350k một bộ, em bao ship. Mà mix C11 dòng cao cấp bên em nhé. Dòng nâng cấp nó cực kỳ hay luôn. Bộ này lo ngoài nghe lớn không em? Anh Nguyễn Minh ơi, anh thông cảm giùm em nhé. Bởi vì bên em là phân phối mic livestream và thu âm đó, nó sẽ không phát ra lo ngoài. Mọi người lưu ý giùm em nha mọi người ơi. Mua mic livestream mọi người lưu ý giùm em là bên em không phát ra lo ngoài nha mọi người nha. Những ai mà xem livestream nó sẽ truyền nhạc trực tiếp từ một chiếc điện thoại lên chiếc điện thoại livestream nhá. Renny Hiếu phải ok phải ba cái mới chịu cơ. Bấm ok là chị cũng biết là em có rồi mà. Ok em bấm theo dõi rồi ạ. Ok em yêu nhá. Tối nay vào nhá. Tối nay vào chị sẽ test H9 mic AT100 cho em nhá. Tối nay nhá. Kim Minh Trơn thả chim luôn hả? Trời ơi, chim bay tùm lum trong sao trong live của chị rồi. Khi nào test shop tăng em vào nhé. Ok Renny Hiếu nhá. Tối chị test chị sẽ tăng em vô nha. Mix C11 bản nâng cấp nha mọi người, bản cao cấp bên em. Bắt mic cực kỳ xa luôn, trên 1m gần 2m vẫn bắt ok nhá. 350k một bộ em bao ship nhá. Hiện tại em đang test cái này là Yamaha Mixer F4 nha mọi người. Đi với mic BCK 200, mic này là dòng mic cao cấp bên em ha. Bộ này là 1,8 triệu một bộ em bao ship nha anh chị ơi. Nói chung là bộ nào bên em cũng ok hết trơn á, tùy vào nhu cầu sử dụng, anh chị thích bộ nào thì rích bộ đó thôi nha. Chỉ còn cực kỳ là ok nhá. Mọi người thích nghe ca khúc nào comment em sẽ hát tặng nha mọi người ơi. Sáng nay đông vui nè, sáng nay đông vui nè mọi người ơi. Thì như ban ngày em thấy đông vui hơn buổi tối á. Buổi tối là ban ngày lại giỏi hơn cái gì á. Hello anh Minh Phượng, Minh Phan Hữu nha anh ơi. Hello anh Phan Hữu Minh. Chẳng còn lời chút hồn nhiên, ánh mắt của nàng chất chứa một điều. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng nuối trái tim. Vợ ta hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Mà đời đâu như cơn mơ, để lại bơ vơ nỗi đau. Mình em khi em như hoa nhạt màu, chẳng hạn em giữ cho mọi người thôi, chứ còn cái này mic của nó cực kì, nhạc của nó to lắm luôn á, mà em sợ là rè mic mọi người thôi. Mệt mỏi anh quên khi tâm có nhau, những phút ân ái lần đầu trong tim càng thêm nhói đau. Tay nghe hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Rơi rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cái bộ này nó nhạc cực kỳ lớn luôn á mà tại chị mua bên mình nó cũng nhỏ. Chị ơi, chị mua bộ nào vậy chị ơi? Chị mua bộ nào giùm em ấy nha. Nói chung là nhạc nhỏ hay to? Mic K8 chị mua của em hát hay. À, hồi xưa hình như là chị Kim Xe Hoa là mua hồi lâu lắm rồi đó. Hình như là cái bộ đó là bộ V8 á. Chị ơi, nâng cấp bộ cao cấp đi chị ơi. Nâng lên bộ cao cấp thôi. Chị Kim Xe Hoa hình như là mua cái bộ V8 lâu lắm luôn rồi đó. Tại vì hồi đấy em nhớ là em mới bán là em đã bán cho chị rồi mà.
mới thấy MC Đông Triều vào trong live là đã thấy bên nhảy bên kia rồi, ghê thiệt chứ. Test một phát có người lấy luôn mọi người ơi. Trời ơi, mic hay như thế này mọi người không lấy thì lấy ở đâu? À, chị mua cao cấp rồi hả? Ok chị yêu nhá. Cảm ơn chị yêu Kim Sewa đã ủng hộ mic livestream bên em nhá mọi người ơi. À, anh chị nào trong live mọi người chia sẻ bài giùm em, thích nghe ca khúc nào mọi người comment giùm em nha mọi người ơi. Mua bộ em đang hát đó vậy hả? Ủa, chị Kim Sewa mua bộ này rồi hả Lâm Như? Chị hát bài Bà Năm nghe thử hay không chị? Trời ơi, Bà Năm là bài gì vậy? Lâm Như ơi, bài Bà Năm là bài gì á? À mọi người ơi, cái Big C11 đó hả? Bây giờ mà bà em hát bộ đó thì chắc là rất là lâu luôn á. Tại vì do em phải mắc dây đồ này nọ ấy. Mọi người chịu khó sáng mai đi, em tê tết cái bộ đó cho mọi người nhá. Mà do chị không biết chỉnh hay sao ấy, cái nhạc bé. Trời ơi, cái bộ này nhạc to lắm á chị. Nhạc này nhạc to mà. Tùy vào cái bộ, tùy vào cái bài mà chị chọn ở trên mạng nữa nhá. Tùy vào cái bộ mà chị chọn ở trên, cái ca khúc nào mà chị chọn ở trên mạng á. Tại vì cái không phải beat nào nó cũng ok đâu chị. Rồi do điện thoại, nói chung là nhiều cái lý do nha chị. Nhưng còn thực ra thì đây này, bên em cũng đang test như thế này để chuyển cho khách này, chứ không phải là cái bộ này em hát thường xuyên đâu nha. Bộ này là bộ mà em test để em gửi cho khách á. Bộ này là bộ này lại để em test em gửi cho khách á, cho nên là nó cực kỳ to luôn. Sao nó không to được chị? Nói chung là bộ này nó rất là to luôn á. Quan trọng là nó có nhiều lý do nữa, ví dụ như là do điện thoại nè, hoặc là do cái beat hoặc là gì đấy. Nhạc bộ C3200 nhạc cũng nhỏ. Chị Nông Thúy ơi, bộ C320 là cái gì ạ? Nhạc bộ C320, BCK 320 hả? Nhưng mà chị xài với cái gì chứ? Chị Lớp Thúy mua của mình rồi, BCK 320. Vậy hả? Sao nhỏ được? Mà sao nhỏ được chị? Trời ơi, em test cái bộ đó nhạc cực kỳ to luôn đó chứ. Em hát máy tính à? Dạ không, em hát điện thoại này chị nè. Chị ơi, chị Kim sẽ qua đây, em đang hát điện thoại nè. Đây mà, không tin em ở một cái bài nào đó em test thử cho mọi người luôn ha. Làm sao mà nhỏ được, chủ yếu là do một số cái lý do khách quan, rồi là do điện thoại, hoặc do những cái bài beat mà mọi người chọn. Nói chung là nó nhiều lý do lắm chị. Chứ còn thực ra bộ này em đang test này, em gửi cho khách này. Bộ này không thể nhỏ được nha chị nha. Đây, đây nè, em đang lấy nhạc bằng điện thoại này. Bây giờ mọi người thích nghe ca khúc này mà em test trực tiếp trên mạng điện thoại này cho mọi người xem luôn này. Em đang lấy nhạc bằng một chiếc điện thoại này. Cái này cũng là bình điện thoại thường thôi nha, chứ không có xịn sò gì đâu mọi người. Đây cũng là một chiếc Samsung Z4 thì sáu bình thường, chứ không phải là dòng mic cao cấp hay là cái gì đâu. Đây, hát phận bèo trôi. Bài đó là bài gì vậy trời? Đây, đây nè. Đó, mọi người thích nghe ca khúc nào em bấm thử cho bà coi này. Đó, em chọn trực tiếp trên điện thoại này, em hát cho mọi người xem luôn nè. Điện thoại này cũng bình thường thôi, chẳng phải điện thoại xịn lụi xít gì hết hết trơn, nhưng mà nó phát nhạc cũng cực kỳ là ok ha. Nói chung là bộ này không nhỏ đâu mọi người. Cái này em cũng đang mua bộ phone cao cấp cho nó phê kìa. Đấy, Trần Nở nói đúng á. Nghĩ sao mua C11. Nói chung là tại vì em hứa liệu là em ấy qua, không phải là không mua C11, mà là C11 dòng bên em bán cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà đấy là tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi anh chị thôi ha. Nói chung là nếu mà mình không có kinh tế, hoặc là mình kinh tế eo hẹp á, hoặc là các anh chị chỉ muốn về hát chơi thì mọi người sắm cái bộ đấy cũng được ha. Chứ còn như muốn mua thì em vừa mới hát bài Buồn Làm Chi Em Ơi luôn á, mấy bên đó chị có liệu mới hát được. Không phải là em không hát nhạc bolero đâu, nhưng mà lâu lâu không phải có bài nào em cũng biết đấy. Ok, em sẽ bấm nè. Chị hát bài Buồn Làm Chi Em Ơi đi chị Kim Minh Kim Trinh My. Ok, vậy thì thôi, hai người yêu cầu em sẽ hát Buồn Làm Chi Em Ơi này. Mọi người ơi, thích nghe gì remix hay là bình thường nhá. Ok, Kim Trinh My, cảm ơn em yêu nha. Em chia sẻ rồi đó. Ok, cảm ơn em yêu. À mọi người ơi, Buồn Làm Chi Em Ơi hát nhạc thường hay là remix nhá. Đây, em bấm trực tiếp trên điện thoại này cho mọi người xem luôn này. Đó. Đây, em lấy nhạc trực tiếp bằng một chiếc điện thoại này đây. Mọi người thích nghe Buồn Làm Chi Em Ơi thì em hát Buồn Làm Chi Em Ơi. Hát nhạc thường hay là nhạc remix nha. Mọi người thích nghe thường hay là remix em test cho mọi người xem. Yamaha Mixer F4 nha. Mic BCK 200 cực kỳ hay luôn. Mình mua bên mình bộ 280 vừa rồi mà mình chỉnh vẫn chưa vừa ý. Nhưng mà chị ơi, bộ 2800 là bộ gì? Bộ nào chị? Thường hay remix cũng ok. Ok, vậy thì em hát Buồn Làm Chi Em Ơi, nhạc cha 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 dễ nghe nhé. Đây. Bộ vậy. À vậy hả? À nó cài phần mềm hả? À.
thoại đi đâu đấy, không lưu đi. Còn trong tin nhắn không ạ? Rồi 1.800.000 nha anh bao ship nha. Ờ ok. Giờ thì đặt cái bộ hát đang hát tính này đóng em chỉ cho em luôn.